Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15, sáng nay đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh với mặt trận và các tổ chức thành viên. Tại hội nghị, cử tri tỉnh Bình Định nêu nhiều vấn đề xoay quanh các bất cập từ bộ sách giáo khoa mới của các cấp học như nước ta có đủ tiềm lực về soạn thảo và in ấn bộ sách giáo khoa chung toàn quốc. Tuy nhiên, hiện không có bộ sách giáo khoa thống nhất. Bộ sách giáo khoa hiện nay nặng hơn, giá cao hơn, gây lãng phí. Nhiều cử tri kiến nghị sớm ban hành thông tư điều chỉnh giá dịch vụ khám chữa bệnh phù hợp với tình hình hiện nay, hạn chế tình trạng tín dụng đen đang xảy ra trên địa bàn tỉnh. Nhiều doanh nghiệp tỉnh Bình Định chưa tiếp cận các gói vốn hỗ trợ doanh nghiệp. Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định, đại biểu Hồ Đức Phước, Bộ trưởng Bộ Tài chính trao đổi, giải trình những nội dung thuộc thẩm quyền và ghi nhận đánh giá cao những ý kiến kiến nghị của cử tri tỉnh Bình Định. Các ý kiến kiến nghị sẽ được tổng hợp đầy đủ để trình lên Quốc hội và các bộ ngành của Trung ương xem xét.